Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2023. Ngọc xin chia sẻ đến quý vị những cái nội dung liên quan đến cái lệnh khẩn PHG mùa dịch và cái lệnh này ảnh hưởng đến cái chương trình tiền thực phẩm khẩn như thế nào có một tiểu bang họ nói rằng là họ sẽ kết thúc cho tháng 1 nữa thôi tháng 2 không cho nữa à, tiểu bang quý vị là như thế nào rồi có phải là cái chương trình tiền thực phẩm này à, nó sẽ sắp hết sớm hay không rồi à, bên tòa bạch ốc thì sao họ có chuẩn bị kết thúc cái lệnh khẩn phg này hay không có một lá thư rất là nhiều governors họ gửi một cái lá thư họ yêu cầu tổng thống là hãy xem xét và kết thúc cái lệnh phg này khi mà cái lệnh phg này á mà kết thúc thì nó sẽ liên quan đến chương trình SNAP, rồi chương trình SNAP Bonus sẽ là tiền thực phẩm khẩn đối vị và nó ảnh hưởng đến cái chương trình Medicaid nữa. Cho nên là uh, Ngọc sẽ tiếp tục uh, theo dõi uh, những cái news liên quan đến cái lệnh này. Và ngoài ra thì Ngọc cũng muốn chia sẻ đến quý vị một cái trang web đó là www covid gov uh, test để mà quý vị vào đó, quý vị có thể request cho mình bốn cái bộ test kit miễn phí để thử covid tại nhà. À, cái này là đợt 2. Đợt 1 là vào tháng 1 à, năm 2022 là Ngọc nhớ cái đợt đó Ngọc chia sẻ với quý vị và bản thân Ngọc cũng request cái đợt đó là cái đợt Ngọc đang ở Disney World là ở Florida đó quý vị thì Ngọc đang like, đang xếp hàng để đi chơi thì 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 Ngọc rảnh mà Ngọc vào cái trang web đó Ngọc làm Ngọc xin bốn bộ cho gửi về địa chỉ nhà của Ngọc và xin bốn bộ gửi về cho ông bà nội. À, thì đợt này ông bà nội biết trước cho nên là Ngọc cũng quên luôn Ngọc không 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 biết về cái đợt này cho nên là ông bà nội à uh, order cho mình rồi cái uh, order một lần nữa gửi về địa chỉ nhà của mình. Cho nên là quý vị lưu ý nếu như mà quý vị muốn lấy bốn cái bộ test kit miễn phí này á thì nó chỉ người ta sẽ gửi qua cái đường bưu điện USPS nhưng mà mỗi địa chỉ chỉ được bốn bộ thôi quý vị nha. À uh, cái này á đợt một á thì Ngọc nghĩ rằng là Ngọc lấy chơi thôi chứ không có nghĩ là mình sẽ xài đến nó nhưng mà xài hết rồi mua nữa đó quý vị. Và dịp lễ rồi dịp Tết sắp tới nè, Tết ta, Tết ta, ta của mình nè quý vị. Nhiều khi á ví dụ như là bị sốt thì mình muốn xem thử là mình bị cảm thường hay là mình bị covid đúng không vậy tại vì nhiều khi họp mặt gia đình Tết tươi đồ nhiều người có uh, quý vị cao niên lớn tuổi rồi mình cũng sợ nếu như mình cảm thông thường thôi thì ok, nếu như bị covid thì đâu có ai dám đi mà cũng không ai cho mình tới. Thì thường thường là như vậy cho nên là có những cái bộ này nó đỡ lắm nhiều khi nó làm cho mình đỡ lo hơn, có sẵn thì mình mình nhiều khi đi ra chợ mua, có chỗ nó hết bán nha quý vị. Um, chỉ có chỗ tìm không thấy, đi đến chợ rồi tìm không thấy cho nên là có sẵn ở nhà thì tốt hơn và cái đợt này là đợt 2, đợt 1 là năm 2022, Ngọc xài hết rồi đợt hai này Ngọc vừa mới nhận vào ngày hôm qua à, thì đó là về cái bộ thác sử Covid rồi bây giờ đối với tiểu bang mà Ngọc muốn chia sẻ cho vị về cái thông báo của họ vào ngày 29 tháng 12 2022 thì họ có thông báo là South Carolina sẽ kết thúc cái tiền thực phẩm khẩn vào tháng 1. Có nghĩa là tháng 1 họ cho và cái tháng 1 là cái tháng chuyển đổi, transition month, cho nên là tháng 2 không có tiền nữa. Thì đó là thông báo của South Carolina, quý vị nha. Um, ngoài ra thì có 18 tiểu bang khác thì họ cũng cũng kết thúc rồi. Còn lại thì Ngọc có chia sẻ cái lịch gửi cập nhật của tháng 1 rồi. À, như vậy thì cái lệnh này nó ảnh hưởng như thế nào và sắp tới là họ có kết thúc cái chương trình tiền thực phẩm khẩn hay không? Thì trước hết là Ngọc muốn chia sẻ về cái lệnh PHG này. Cái lệnh PHG là cái, cái 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 lệnh khẩn để mà ứng phó với cái mùa dịch Covid kể từ đầu năm 2020 đó quý vị Thì viết tắt của chữ Public Health Emergency có nghĩa rằng là khẩn cấp về tình trạng y tế cộng đồng, đối với vị thì cái này nó liên quan đến covid và cái lần gần đây nhất người ta gia hạn là ngày 13 tháng 10 năm 2022 người ta thông báo gia hạn thêm 4 thêm 90 ngày nữa thì cái lệnh này nó sẽ kéo dài cho đến ngày hết hạn cái lệnh này là ngày 11 tháng 1 năm 2023 bây giờ ngày 4 rồi còn có một tuần nữa thôi quý vị nhưng mà hiện giờ đó thì bên HHS người ta cũng chưa thông báo là người ta sẽ tiếp tục gia hạn hay là kết thúc cái lợi này. Thực ra đúng theo quy định á là nếu như kết thúc thì người ta phải thông báo trước 60 ngày, nhưng mà cái 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 thời hạn 60 ngày này nó qua rồi mà người ta cũng không có thông báo là kết thúc hay là người ta sẽ tiếp tục gia hạn. Hiện giờ mình còn chỉ một tuần nữa thôi. Ngọc nghĩ rằng là bên HHS người ta sẽ gia hạn tiếp tục 90 ngày nữa. Nếu như mà người ta gia hạn 90 ngày nữa thì nó thành ra là khoảng tháng 4 năm 2023. Nếu như mà cái lệnh này á được tiếp tục gia hạn và có hiệu lực cho đến tháng 4 năm 2023 đó thì sẽ như thế nào? thì hiện giờ đó quý vị có một cái lá thư và ngọc sẽ đọc cái lá thư này để quý vị tham khảo quý vị nha. À, cái lá thư này á là có rất là nhiều uh, governors thống đốc của những cái tiểu bang vào ngày 19 tháng 12 thì họ có đưa lên một cái lá thư có chữ ký của governor của tiểu bang New Hampshire Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, uh, Iowa, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, và Virginia. Họ yêu cầu Tổng thống Biden hãy kết thúc cái lệnh khẩn PSG này và vì sao như vậy thì họ đưa ra những cái lý do sau đây à, quý vị nha thì cái lý do này á, thì Ngọc xin tạm dịch như thế này họ nói rằng á, là đã gần 3 năm kể từ khi chính phủ liên bang tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với cái đại dịch COVID-19 trong khi cái virus này nó vẫn còn ở với chúng nó nó ở nó 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 mình có cái con virus này một thời gian rồi và cái giai đoạn khẩn cấp của đại dịch là nó đã qua rồi cho nên chúng tôi đã tiến à, gọi là chúng ta đã đã tiến xa kể từ mà cái lúc đại dịch vì nói chung là nó cũng lâu rồi mình dần quen với cái con covid này rồi giờ đây chúng ta phải có đã có những cái công cụ cần thiết và những cái thông tin cần thiết để mà giúp bảo vệ cộng đồng chống lại cái con Covid này. Cho nên á, là người ta yêu cầu và người ta cũng nói rằng á, là trong một cái cuộc phỏng vấn 60 phút vào tháng 9 á, là ngài tức là tổng thống Biden quý vị đã nói là đại dịch đã qua rồi. Tại cái thời điểm tháng 9 á, là tổng thống Biden nói rằng đại dịch đã qua rồi. À, người ta nhắc lại cái điều đó và ngoài ra họ cũng nói là Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một cái nghị quyết lưỡng Đảng à, với cái số phiếu Thuận là 61 À, để chấm dứt cái tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 chúng tôi đồng ý với cả hai tuyên bố của ông và cái nghị quyết của Thượng viện đã đến lúc chúng ta vượt qua cái đại dịch này trở lại với cái cuộc sống thông thường tức là đại dịch nó đã qua rồi đó mặc dù là con Covid vẫn còn đó nhưng mà chúng ta à, coi như là mình phải quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình à, và ngoài cái tình trạng khẩn cấp quốc gia đó thì tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên bang PHE đã được kéo dài cho đến ít nhất ngày 11 tháng 1 năm 2023 và các tiểu bang chưa nhận được thông báo là PHE sẽ hết hạn vào tháng 1. Cho nên là chúng tôi đang hành động theo giả định rằng nó sẽ được gia hạn thêm 90 ngày nữa và hết hạn vào tháng 4 năm 2023 trừ khi nó được gia hạn một lần nữa nếu mà tháng 4 gia hạn lần nữa là thành tháng 7 đó quý vị. Cho nên là hiện giờ họ yêu cầu Tổng thống Biden cho phép cái lệnh PHG này hết hạn vào tháng 4. Và nếu như mà đồng ý cái điều này thì hãy thông báo để mà các tiểu bang họ biết chắn chắc, à, họ biết chắc chắn về cái điều này để họ có cái sự chuẩn bị và họ cũng nói thêm là phg ảnh hưởng tiêu cực đến các tiểu bang chủ yếu là cái số người à, xin Medicaid nhiều quá À, cho dù là họ có đủ điều kiện hay không và được liên bang đảo, bảo vệ cho nên là cái số tiền mà họ chi cho cái chương trình này là khá là nhiều và các tiểu bang phải bỏ tiền túi ra để mà có thể cover cái bảo hiểm Medicaid này cho tất cả những người enrollees enroll, right? và không thể cắt bỏ cái 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 cái, cái bảo hiểm Medicaid của họ À, trừ khi mà họ tự nguyện bỏ chứ còn um, tiểu bang thì họ không có được phép và điều này nó làm cho tiểu bang phải chi ra rất là nhiều cho cái chương trình này và tệ hơn nữa chúng tôi biết là bảo hiểm do nhà tuyển dụng tài trợ hoặc là bảo hiểm thông thường khác à, nhưng các tiểu bang vẫn phải chịu trách nhiệm và chi trả bảo hiểm medicaid điều này gây tốn kém cho các bang hàng trăm à, hàng triệu đô la đó rồi Họ cũng nói thêm là kể từ khi bắt đầu đại dịch thì các tiểu bang đã thêm 200 triệu cá nhân vào cái danh sách Medicaid tăng 30% và những cái con số đó tiếp tục tăng khi mà lệnh PHG tiếp tục được gia hạn sau mỗi 90 ngày. Chúng tôi kêu gọi ông chấm dứt cái tình trạng khẩn cấp quốc gia và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên bang PHG vào tháng 4 và thông báo cho các tiểu bang biết À, về những cái ý định đó để mà họ um, gọi là nếu như mà có thì thông báo sớm để mà chúng tôi có cái kế hoạch cho tương lai thì đó là cái nội dung của cái lá thư của hai mươi mấy, hình như là 23 24 uh, governors của những cái tiểu bang mà Ngọc có đọc rồi đó quý vị. Thì giả định như là cái lệnh này kết thúc vào tháng 4 năm 2023 thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với tiền uh, EA, tiền EA là Emergency allotments đó quý vị. Thì theo cái trang Medicare.gov thì đây là cái thông tin Ngọc lấy từ trang của chính phủ. Họ nói rằng á uh, để mà tiểu bang họ được approve thì tiểu bang đó phải có cái lệnh khẩn và đồng thời phải có cái lệnh thẩn khẩn của liên bang như vậy á khi mà tiểu bang của quý vị được USDA approve ok USDA mà ok họ yes approve rồi thì tiểu bang bắt đầu là có cái lệnh gửi ngày nào gửi ra và người ta gửi ra cho quý vị nhưng mà để được bên USDA bộ nông nghiệp Hoa Kỳ họ chuẩn thuận cho đó thì cần có hai điều kiện ràng buộc đi kèm với nhau đó là lệnh PHE tức là lệnh khẩn về sức khỏe cộng đồng của Liên bang đó vẫn có hiệu lực và cái lệnh khẩn của tiểu bang vẫn có hiệu lực thì vừa Liên bang vừa tiểu bang đều có lệnh khẩn hết á thì lúc đó USDA họ mới xem xét và approve quý vị nha. Rồi như vậy á nếu như mà cái lệnh PHE này kết thúc thì mất đi một điều kiện tiên quyết này Thì còn một cái lệnh của tiểu bang thôi Thì bên USDA họ không approve được Nếu như họ không approve được Thì tiểu bang của quý vị sẽ không thể nào Mà gửi tiền đó ra cho quý vị được Đó cho nên là nếu như mà tháng tư Mà bị mất Gọi là bị, bị kết thúc cái lệnh PG này Thì người ta chỉ cho cho mình khoảng một tháng nữa thôi Là có thể là tháng 5 Là một cái tháng gọi là Transition month đối với rồi tháng 6 họ sẽ kết thúc đó là cho tất cả các tiểu bang thì đó là theo cái cách Ngọc Hiểu quý vị nha khi mà họ kết thúc tiền EA ấy, thì tiểu bang họ sẽ thông báo cho các gia đình à, bằng những cái giấy thông báo notice gửi về địa chỉ nhà hoặc là người ta sẽ thông báo trên social media hoặc là người ta sẽ có những cái website người ta thông báo rồi những cái poster vân vân Yeah, thì người ta sẽ thông báo cho mình biết giống như South Carolina uh, South Carolina đó quý vị thì họ có thông báo trên media đó và Ngọc cũng có chia sẻ cho quý vị nếu như mà những cái tiểu bang sắp tới họ có những cái thông báo tương tự như vậy thì Ngọc sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị và chúc quý vị có một ngày vui khỏe xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những cái view tiếp theo bye bye now